Đối với các bạn trẻ yêu thích ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc, đó là bắt đầu từ năm nay thì sẽ có thêm một địa chỉ đào tạo uy tín về ngành học này tại Việt Nam. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Đại học Đại Nam cùng với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng nhau để đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Mục tiêu hợp tác nhằm đào tạo ra những cử nhân ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam và các công ty đang hoạt động tại nước này. Sinh viên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc sẽ được học tập trong một ngôi trường hiện đại, văn minh, đặc biệt với chuẩn đầu ra tiên tiến. Chương trình liên kết sẽ cam kết đảm bảo 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường tại nhiều doanh nghiệp lớn như là tập đoàn Samsung, tập đoàn LG Electronics, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Dự kiến là trong khóa tuyển sinh đầu tiên, Đại học Đại Nam sẽ tuyển sinh 50 chỉ tiêu và sẽ học tập trong 4 năm. Đến thời điểm này thì Đại học Đại Nam là một trong bốn trường đại học đầu tiên ở miền Bắc đào Đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa hàn quốc